Vậy thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Ống nhựa UPVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức đặc chuẩn quốc tế. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt luôn à. Lại bền chân. Ống nhựa Hoa Sen, những nguồn hạnh phúc. Kính chào quý vị và các bạn. Bão số 10 đi qua, mưa ở miền Trung đã giảm. Nhưng ở miền Bắc thì mưa vẫn đang tiếp diễn khi hoàn lưu sau bão di chuyển trách theo hướng Tây Tây Bắc, dịch gần về phía miền Bắc hơn. Vì thế, suốt từ tối qua đến giờ, mây dông phát triển liên tục và gây mưa nhiều nơi. Các tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Sơn La hay Yên Bái nằm dưới vùng mây dày nhất, có nơi mưa rất to. Dự báo trong chiều và tối nay, mưa dông bất chợt sẽ còn tiếp diễn ở miền Bắc, trong đó phía Tây Bắc Bộ cảnh báo là mưa to cục bộ. Mưa dồn dập trong thời gian ngắn dễ gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp. Những nơi có nguy cơ cao xảy ra là Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai và Sơn La. Ngoài ra lưu ý, trên sông Thao, lũ sẽ tiếp tục lên, chỉ dưới báo động 2 là khoảng 0,20 m. Ở miền Trung, dự báo trong ngày hôm nay, mưa sẽ giảm hẳn, lũ ở trên thượng lưu các sông sẽ xuống dần. Tuy nhiên 12 giờ tới, ở phía hạ lưu, nước vẫn lên. Mực nước trên sông Mã, qua huyện Cẩm Thủy, dưới báo động 2 là khoảng 0,50 m. Sông Bưởi, qua huyện Thạch Thành, ở mức báo động 1. Mưa ngớt nhưng ở nửa phía Bắc trời vẫn nhiều mây nên nhiệt độ cao nhất của các thành phố Thanh Hóa đến Huế sẽ không quá 32 độ. Trong khi các thành phố Đà Nẵng đến Phan Thiết có nắng và nhiệt độ sẽ nhỉnh hơn ở mức 31 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh cùng chung xu hướng giảm mưa, dự báo hôm nay mưa xảy ra dưới 1/2 diện tích khu vực, thời gian lùi về chiều tối. Tuy nhiên trong cơn mưa vẫn cần đề phòng tố lốc và gió giật. Còn từ giờ cho đến chiều, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27 đến 33 độ. Ở trên biển, vùng biển quanh các quần đảo Phú Quốc, Thổ Chu, Côn Đảo tiếp tục cảnh báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật vào chiều nay. Ngoài khơi, huyện đảo Trường Sa cũng có mưa rào rải rác khiến tầm nhìn xa giảm dưới 10 km. Ngược lại, ở huyện đảo Hoàng Sa dự báo ít mưa, gió cấp 3, cấp 4 và biển êm. Cuối cùng sẽ là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong chiều và tối nay.